Rồi, xin được gửi lời chào toàn thể quý vị các bạn mình nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề liên quan tới cục nóng mà nó bị gây tiếng ồn. Thì cái nguyên nhân mà cục nóng gây tiếng ồn nó có vài ba nguyên nhân lận. Thì cái trường hợp mà hồi mấy hôm trước mình có thực hiện cái video để mà hướng dẫn các bạn mà cách để thay mặt đạn cho cái quạt giải nhiệt của cái dàn nóng là nó đây. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà gây tiếng ồn. Bên cạnh đó cũng có một nguyên nhân khác nữa, nó cũng gây tiếng ồn không kém và nó gây cái tiếng ồn phải nói là rất là khó chịu luôn. Là nó liên quan tới vấn đề là ba cái chân đế cao su của cái lốc ha, thì nó nằm ở đây. Để các bạn xem nè, những cái chân đế này thì lâu ngày cái chân này nó mòn hoặc là lý do nào đó mà làm cho cái lốc cái chỗ chân này nó cọ với cái mé tọt ha, nó cọ và nó cọ ống độc ở chỗ này. Đó, những cái chân như thế này lâu ngày nó bị sệ, nó xẹp xuống và nó cọ với cái tọt này. Nó gây ra cái tiếng ma sát mà hai cái kim loại nó cọ lại với nhau, nó gây ra rất là khó chịu. Vì vậy cho nên hôm nay mình sẽ thực hiện một chủ đề hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta thay cái chân đế này đây ha. Ở đây mình có chuẩn bị thì chuẩn bị ba cái chân khác cho các bạn nha. Đây ba cái chân này, ở đây có chuẩn bị ba cái chân luôn rồi nè ha, ba cái chân có sẵn trong đây luôn. Thì nhiệm vụ chúng ta bây giờ tháo cục nóng này ra, mình đưa vô trong này làm cho nó dễ nha quý vị. Rồi các bạn, bây giờ để mà tháo ba cái chân này ra nha, thì chúng ta sẽ tháo lần lượt những cái miếng tôn như thế này nè, chúng ta tháo rời ra hết, tháo tất cả ra, sau đó tháo một con ở đây, con thứ hai nằm trong đây và con thứ ba là con này, mình tháo ra. Mình sử dụng một cây tiếp 8, một cây tê, mình tháo ra hết, mình bưng nguyên cái này ra ngoài và sau đó là chúng ta lật nó xuống để mà gắn cục cao su mới vô nha quý vị ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo. Trước tiên thì mình sẽ tháo những con ốc như thế này, ốc nằm đây nè ha, một con đây, và toàn bộ này phải tháo rời ra hết để cho nó rộng rãi để chúng ta làm cho nó dễ. Đây, hai bạn xem ha. Rồi chúng ta tháo rời đã hết, sau đó chúng ta dùng một cái cây chìa khóa cũng được, rồi chúng ta dùng một cái cây tiếp 8 cũng được ha, tùy theo. Có những cái con ốc tiếp 10 là có những cái con ốc tiếp 8, thì ở đây cái máy này sử dụng tiếp 8 thì chúng ta dùng tiếp 8 thôi ha quý vị ha. Đây mình tháo rời nó ra, rồi bưng nó ra ngoài luôn. Ở đây là có, mình xem ở đây hết ốc rồi, ở đây ốc rồi, đây có con ốc này nữa, tháo ốc này ra, có con ốc này nữa nè, mình phải tháo ra luôn. Nó sẽ rất là rộng. Và nhiệm vụ chúng ta bắt đầu làm tháo tiếp tục là cái thằng này, cái chân này ở đây. Mình sẽ lấy mỏ lết mình tháo ra, rất là cứng. Hoặc là chìa khóa 8 cũng được. Đây, hay là quý vị ha, mình tháo nó, chờ đợi cho quý vị xem. Chúng ta tháo rồi chúng ta dùng đồ để chứa ốc lại, chúng ta sẽ lạc mất hết nha quý vị. Mình mở ra coi. Mình phải dùng cái tiếp rồi, chứ để thôi cái này nó hơi khó làm xíu. Giờ mình sẽ mở này ra luôn. Ở đây có con ốc nữa của cái van. Mở cái này ra luôn nha quý vị, để chúng ta dễ làm chút xíu. Thì cái việc mà thay cái chân đế này nó cũng không có gì khó khăn đâu. Chỉ cần chúng ta tháo tất cả ra hết rồi mình ấy ra lại thôi. Vậy mình thay cái chân cao su mới vô thì mình sẽ ấy được thôi, mình sẽ làm xong cái công việc này, nó cũng không có gì khó khăn. Ừ, các bạn để ý nha, những cái máy nào là nó như thế này nè, cống đồng nó cọ nè, các bạn thấy không, nó rất là sát với cái này của các bạn thấy không, cống đồng với cái chân ở chỗ này rất là sát nè, đó rất là dễ bị cọ và bị cụp ống. Chúng ta thay nâng cao nó lên, nó cạo nó sụp ống một cái là nó sẽ gây cái hiện tượng xì ga. Mình tháo ra hết rồi. Đó, ra rồi, bây giờ lấy cái tê mở ra cái. Thì cái việc này cũng không có gì khó khăn, chúng ta chỉ cần mở bung nguyên cái này, mình dời cái này ra hết là mình thực hiện được cái công đoạn này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tháo nha. Thì cái này nè, tháo ra ngoài hết luôn. Có thể
sử dụng tiếp 10 quý vị. Mở ra. Rồi tiếp 10 để mà mở cái đầu ra. Ha. Đây, mở ra hết. Đây, tế đến là cái con đằng này ha, chúng ta mở con bên hông này ra. Rồi sau cùng là cái con bên kia. Đây, chúng ta sẽ mở như thế này ra hết. Cho nó ra ngoài luôn thì mới tháo làm cái công việc thay thế cái chân cao su này được. Cái chỗ này nó dễ làm luôn, mình tháo hết. Nhưng mà các bạn nhớ nha, cái dây nào mình tháo là phải theo số thứ tự ở trên đây, có ghi nè, ở trên đây ghi nè, đó, SU gì đó, SRC thì nó tượng trưng cho chữ C là chung, còn chữ R là chà dây chạy, còn chữ S là dây đề ha. Thì chúng ta chỉ cần nhớ như thế chúng ta làm thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nạy nó ra luôn. Cái này cái thằng mít, ở đây ba dây nè, đỏ nè, đó, đỏ, cái này là dây trắng và dây đen nằm bên này, dây chung. Ta lại lên thì chỉ cần xếp theo thứ tự vậy thôi chứ không có gì khó khăn đâu. Thấy gì chứ mình làm nó có cái thứ tự, có cái dấu hiệu hết trơn rồi, chúng ta cũng không có cần phải mà sợ gì nhiều ha. Lên lại lên cái các bạn coi, lại ra hết thì lúc này bắt đầu nó trống rồi nè, mình làm nó dễ rồi, mình chỉ cần mở con này nữa thôi là chúng ta có thể tiến hành làm được rồi. Tiến hành để mà chúng ta tháo ra và chúng ta thay. Thì đây là cái công đoạn mà thay chân đế nha quý vị. Thì thường á, khi chúng ta làm á, có những cái lúc mà cái cục nóng nó bị kêu á, thì các bạn để ý coi tiếng kêu của nó là tiếng kêu như thế nào. Tiếng kêu mà như là máy kêu bằng máy cài á, thì kêu bằng thay, thường là nó ảnh hưởng tới cái bạc đạn của cái motor quạt. Còn cái kiểu mà cọ kim loại với nhau thì thường là cái bệnh nó là liên quan tới vấn đề chân đế con su này thôi. Thì chúng ta chỉ cần thay đó. Vậy bây giờ chúng ta dỡ nguyên con này ra và chúng ta thay ha. Còn con ốc sau lưng nữa nè, đâu đây còn con nè ha, đây còn một con này nữa. Thì các bạn lưu ý nha, đây nó còn con này, con này nè, mở ra luôn. Chúng ta phải mở ra ngoài hết, lật nguyên con ra ngoài thì chúng ta thay thế mới dễ, chứ mà mở không hết á chút xíu thay thế rất là khó. Phải đảm bảo là tất cả ốc chích ở trong này được tháo rời khỏi hết khỏi cái dàn móng này quý vị. À đây nè, đó, mình phải tháo cho nó ra hết tất cả luôn. À còn con này nữa. Dở đây ra ha. Đây, các bạn lưu ý nha, bây giờ mình dở bên kia rồi, ở đằng này cũng vậy, ngay chỗ này nè, chúng ta cầm cái chỗ mà cái đầu đẩy của nó, mình kéo nhẹ nó lên thôi để coi dưới đây nó còn dính à, đây còn con ốc nữa thì chúng ta cần phải tháo ra luôn. Đây con ốc chỗ này. Đây nè, con ốc này nữa. À, mình phải mở ra hết tất cả thì chúng ta làm mới được. Đó, chúng ta mở ra hết luôn rồi. Bây giờ mình vinh nó ra. Rin nó ra khỏi cái này rồi ha. Cái chỗ này rồi ha. Em giờ không? Thì bây giờ chúng ta nằm như này nè. Thì khi đó để mà thuận tiện với cái việc này, các bạn cho nó nằm xuống, mình sẽ tháo từng cái chân đế cao su này ra, bắt đầu mình thay cái mới vô thôi chứ không có gì khó khăn. Rồi, như thế này ha. Mình sẽ cho nó nằm xuống. Các bạn nào kỹ á thì dùng cái dẻ mình lót như thế này nè để khỏi móp những cái lá. Nha quý vị. Đó, mình canh cho nó nằm vào sao mình lót cái trước cái. Đây nó nằm như vậy.
Nào mình chở nằm xuống nha. Cẩn thận đừng có để cho ống đồng nó bị lây nhiều quá. Rồi bây giờ chúng ta tháo tháo từng cái này, thấy không? Đây là cái chân nó bị hư hết trơn rồi nè. Cái này có thể bỏ luôn cũng được nè. Nó chai nó cứng đến mức độ mà nó bám cứng rồi, mày thấy không? Nó cứng luôn nè, nó chai nó cứng luôn rồi, cần phải thay mới. Thì chúng ta chuẩn bị cái ba cái chân này ha. À, đấy mình để vậy thôi, không có gì khó khăn cả. Để ba cái chân này để chi chuẩn bị mình sẽ làm. Thì có thể dùng dao, dùng đây là mình ba cái chân mới mình để chuẩn để chuẩn bị đây. Chúng ta có thể dùng dao hay dùng bất kỳ cái gì đó mình nải ra thôi chứ không có gì khó khăn cả. Nải bỏ luôn để mà mình thay mới vô hoàn toàn. Để cho đảm bảo là cái độ nhúng của cái lóc này nó tốt. Chứ thôi mà mình không biết ý á. Thì mình không biết lý do tại làm sao mà nó cứ chạy mà nó cọ nó kêu. Thì cái điều đó là không nên, chúng ta phải xử lý cho nó tới chỉ luôn. Ở đây này nó mới cần phải gì này ha. Các bạn xem mình làm. Này nó hơi khó. Là coi như đã xong cái phần quan trọng hết rồi. Là mình phải nải cái lớp cao su để ra nè. Để chúng ta ba cái chân này đều phải nải ra hết luôn nha quý vị. Đấy. Đó, mình phải nải ra hết tất cả cho nó chai, nó chạy, nó cứ ngắt rồi nó chảy luôn rồi, nó nóng quá nó chảy hết trơn rồi nè. Đó, cao su mà nó nóng mà nó giòn mà nó hư như thế này thì đâu có thể nào xài được đâu. Ha, mình sẽ thay thế ba cái chân vô hết, mình tháo luôn hết. Rồi các bạn, sau khi mình đã nải xong hết tất cả gì ra, đồ nó chai nó cứng nè quý vị, do lâu năm nó chai nó cứng hết trơn rồi, giờ chúng ta sẽ gắn những cái mới vô. Ha, mình gắn như thế này. Thì chỉ cần lấy cái tay mình đẩy vô thôi, cái ngàm ở trên này nè, mình cho nó vô trong này là xong. Đấy, chỉ cần đẩy lên thôi, chứ không có gì khó ha. Thì mình dùng cái vít dẹp này chứ đừng dùng vít ba ke, đừng dùng vít dẹp, nó lủng nó rách hết. Thì chúng ta cứ ép từ từ mà lên, cái này không vội được. Đó, mình cứ ép từ từ mà chút xíu lên, cứ xoay như thế này nè. Đấy, mình xoay theo chiều kim đồng hồ. Thì dần dần cái này nó sẽ ăn thôi. Nó sẽ lên, nó dính trên đó mới được. Đây, chúng ta ép từ từ lên. Thì bây giờ quý vị ơi, chúng ta đã hoàn tất cái việc mà gắn những cái chân đế này vô nè. Ha, 1, 2, 3 xong. Giờ chúng ta sẽ gắn vào trong đó. Gắn vào trong này nè, để cho ráp lại, bắt đầu siết ốc lại. Coi như là mình đã hoàn tất cái việc mà thay thế cái chân đế. Các bạn thấy nó mục đến độ mà nó giòn mà mình đụng vô nó rớt như thế này nè. Lâu ngày quá rồi ha. Thì mình sẽ gắn vô. Chúng ta cũng cầm như thế này luôn. Cầm một tay nằm đây, một tay cầm bên kia. Đó, cầm ở đây nè, để cho nó không bị cộp cống của người ta. Rồi, mình đặt vô. Đặt ba chân vô hay cái gì? Đây là ba chân vô. Cái này vô xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ gắn những con ốc trong này lại và gia cố lại như lúc ban đầu. Coi như chúng ta đã hoàn tất cái việc mà thay thế cái chân đế cao su như quý vị. Đấy, nó đơn giản thế thôi chứ không có gì đâu. Mà tại vì làm nhiều khi trong cái quá trình thao tác á nó hơi lâu một chút xíu thôi. Chứ thực sự công đoạn nó cũng chỉ thế thôi chứ không có gì. Đây mình gắn lại cho quý vị coi. À, lấy bỏ lông đệm vô, chúng ta cũng siết như lúc ban đầu chúng ta mở ra thế nào thì chúng ta siết lại y chang như vậy. À. Xong rồi chúng ta dùng một cái tiếp mình siết nhẹ lại. Tiếp tiếp 10 vô quý vị. Rồi siết lại cái. Và rỡ qua đây luôn. Ha, à, chúng ta cũng bỏ đây luôn. Đấy, thì bắt đầu mình dùng ốc mình siết thế thôi. Đây, ngon lành. Hả, à, để cho quý vị coi. Cũng dặn ba con ốc là xong rồi, sau đó chúng ta gắn vô chung chà đề giống như lúc nãy mình có làm đó. Thì mình tháo ra sao thì mình làm y chang như thế thôi. Rồi, ta gặn vô. Chúng ta dặn cũng vừa thôi nha quý vị, chứ không cần phải cứng dữ dằn đâu. Tại xuống trước rồi nè.
nói để mình dặn cho nó dễ, mà này không có cây nói. À, dặn cho nó cứng cứng thôi. Vừa cứng rồi sau đó chúng ta sẽ gia cố những cái chỗ này nè, hồi nãy mình tháo á. Đây, những cái chỗ này hồi nãy mình tháo nè. Bây giờ chúng ta sẽ dặn ốc lại. À, những cái ốc mình tháo ra mình dặn nó thôi chứ không có gì. Nó nghe ngắn là xong. Rồi chúng ta bắt đầu dặn cái dây chung chạy đầy như lúc nãy chúng ta đã làm. Hai các bạn, hồi nãy chúng ta tháo dây chung chạy đầy làm sao thì bây giờ mình dặn y chang vậy thôi. Thì trên cái nắp này hồi nãy mình có quy định là dây chung nằm đây, nó có cái hình luôn chút xíu, mình đặt lại cho các bạn xem. Chung nè, hả, chạy là đề ở bên này, còn đây dây chạy à, tất cả đều ngay ngắn hết trơn rồi. Rồi nó đã có cái khuôn cái khổ hết trơn, chúng ta đặt lên. Mình lấy cái đặt lên là xong. Thì hồi nãy mình tháo làm sao thì bây giờ mình làm y chang vậy quý vị ha, cũng không có gì mà thay đổi đâu. Chỉ cần canh chỉnh này cho nó ngay ngắn đàng hoàng là ok. Chúng ta bắt đầu mình dặn cái đằng sau lưng này, hồi nãy mình tháo ốc á, mình đem vài con ốc đằng sau lưng mình tháo nữa, mình dặn lại là xong. Xong theo quý vị ha, mình còn cái này nữa tháo ra, mình chỉnh con ốc lại nữa nè, ngay chỗ này hồi nãy mình tháo ra đó, bây giờ mình làm cho nó gia cố ngay ngắn lại hết luôn để dặn cho nó đảm bảo nó chắc cú ngon lành. Rồi chúng ta sẽ đến đây tiếp tục. Chỉnh này lại các.
xong, đại khái là rồi, mình dặn cái này nó là ngon lành. Coi như là chúng ta đã gần hoàn nhất tất rồi. Cái điều quan trọng là ba cái chân đế cao su này chúng ta đã thay xong rồi, thì nó sẽ chạy rất là êm. Thì coi như là video đến đây là cũng đã kết thúc rồi. Mình sẽ đem rồi kia để gắn lại tạm thời đó thôi, để làm cái những chủ đề khác cho quý vị xem nữa. Thì xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã dành thời gian để xem cái video này. Mình hướng dẫn các bạn cái cách để mà thay chân đế cao su. Bởi vì khi bị chân đế cao su các bạn biết đó, xài tầm khoảng chừng vài năm là bắt đầu nó nóng, lốc nó nóng, nó dẫn nhiệt, nó làm cho những cái cao su của đế nè, cao su của lốc nè, đó, nó mục đến độ mà chúng ta dính cứng vô trong cái lốc luôn. Mình phải lấy đồ mình nải ra thì sao nó mới thay được ha. Thì rõ ràng khi mà cái lốc mà nó chạy nó kêu lớn á, các bạn xem lại coi cái tiếng kêu nó tạo ra từ cái motor quạt hay là nó tạo ra từ cái lốc nó cọ với cái đế của cái mâm, cái cục nóng này, thì chúng ta sẽ phải tiến hành thay cái chân đế cao su. Chứ nếu không nó sẽ tạo cái tiếng ồn rất là khó chịu và chúng ta không thể ngủ được ha. Ok, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem video này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.